Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với một bản tin về một cái mã cổ phiếu để hỗ trợ và như chia sẻ cho anh chị để có thêm những thông tin và anh chị có thể chủ động hơn trong thời gian sắp tới về cái mã cổ phiếu này đó là mã cổ phiếu KBC anh chị mời anh chị cùng tham gia theo dõi ha. Rồi ở trong thời điểm này thì KBC liệu có mua được hay không và vùng mua nào là vùng giá mua hợp lý thì mời anh chị cùng đi qua cái thông tin về đồ thị ha anh chị ha. À, KBC xếp vào trạng thái ở trong thời điểm hiện tại nó đang trong một cái trạng thái tích lũy anh chị nhé. Về khung ngắn thì anh chị thấy là về những khung dài hơn thì KBC ví dụ ở trong khung tháng đang trong một cái trạng thái đi ngang, swing trong biên chưa rõ ràng nhưng mà ở đây chúng ta có một tín hiệu tích cực đó là KBC đã có một cái vùng mây xanh ở khu vực này khá là ổn và vùng mây xanh này hỗ trợ cho cái việc KBC có thể có một quá trình tăng điểm dài trong dài hạn. Nhưng ở trong thời điểm hiện tại với một cái trạng thái tích lũy yếu như thế này thì để mà KBC có được những cái sự bứt tốc đi lên thì bắt buộc phải có những động lực cực lớn đi vào với KBC còn nếu không thì những vận động bình thường của KBC có thể sẽ xem xét về những vùng mục tiêu ở khoảng 36 5 và xa hơn có thể hướng về vùng đỉnh cũ là khoảng 39.8-40 đó là những vùng mục tiêu dài về mặt trung hạn ngắn hạn hơn thì anh chị thấy là ở trong thời điểm hiện tại KBC đang trong một cái xu hướng tăng và với một trạng thái tích lũy tương đối yếu anh chị à? một trạng thái tích lũy tương đối yếu và KBC có cái khả năng cũng như là cái cơ hội để nó phá qua cái thế khách sạn này cái điểm cộng của KBC trong thời điểm hiện tại đó là giá đều đã vượt qua được những cái vùng kháng cự dao găm tức là những cái con dao găm này ở dao găm 19 và dao găm 65 đang là những cái vùng hỗ trợ cho KBC và cái dây hỗ trợ gần nhất đó là vùng 30.2 anh giá và anh chị thấy là trong tuần vừa rồi khi mà KBC có những cái trạng thái điều chỉnh rung lắc về thì cái vùng thấp nhất là 30.1 sau đó chạm về tới vùng hỗ trợ này thì bắt đầu KBC đã có một quá trình rút chân và tăng trưởng trở lại hiện tại đang đóng nết trên một ba là một tín hiệu ổn anh chị nhá và sau một tuần nữa chị ha sau một tuần nữa thì bắt đầu KBC sẽ gia nâng dần cái mức à, cân bằng hỗ trợ động ngắn này trong khung tuần đi lên và điều này sẽ làm cho KBC có những trạng thái vận động tốt hơn và khi mà cái đường hỗ trợ động màu xanh này nằm bên trên giá nằm bên trên đường hỗ trợ động màu xanh nằm trên đường hỗ trợ động màu đỏ giống như những cái thời điểm này thì sẽ có thể giúp cho KBC có một trạng thái tăng tốt hơn trong mặt trung hạn thì với trạng thái hiện tại KBC đang tương đối trống trại tương đối về những cái vùng cản giao găm do đó thì cái bên trên bây giờ đi lên thì nó sẽ còn lại những cái vùng đỉnh cũ thứ nhất là vùng 36 và cái thứ hai đó là vùng đỉnh tiếp theo ở khu vực này à, 39 đó là hai cái vùng đỉnh cũ cũng như là hai cái vùng mục tiêu mà các có thể hướng tới trong cái mặt trung hạn nhanh chị nha và mặt ngắn hạn thì sao mặt ngắn hạn thì anh chị thấy là trong tuần qua ở cả BC cũng đại chăng à, có một trạng thái tâm lý tương đối thấp và người ta cũng đang bắt đầu rất là chán nản và mệt mỏi cũng như là gọi là hết muốn cầm mà cổ phiếu này rồi đúng không ạ? Thì bắt đầu KBC có những cái trạng thái đi về lại cái vùng bên dưới của cái nhịp tích lũy trước đó, cái biên dưới này ha, biên dưới 30.1 à, nó cũng trùng với vùng hỗ trợ trong cùng tuần do đó thì khi mà chạm vào tới cuộc này đã có một trạng thái bật trăng trở lại và lấy lại được cái vùng vô găm lấy lại được cái vùng vô găm 30.9 Thì đây là một trong những cái điểm tương đối tích cực của KBC trong thời điểm hiện tại vì vậy nếu mà anh chị muốn đánh với tham gia với mã cổ phiếu KBC thì anh chị có thể uh, mua quanh cái vùng 30.9 31 này ha và để mà KBC có thể có những cái trạng thái tăng mạnh thì KBC còn phải vượt qua được cái vùng giá 33 thì lúc này cái cơ hội tăng mạnh của KBC về lại vùng 36 và xa hơn là mục tiêu 39 40 mới có khả năng xảy ra tốt hơn còn trong à, những cái thời điểm ngắn hạn trong thời điểm hiện tại thì KBC có thể sẽ còn có một cái biên rung lắc đó là từ biên dưới là 30 1 30.2 và biên trên sẽ là vùng 33 dao động trong biên này thì sẽ là cái thời điểm để anh chị có thể lướt ngắn t cộng cũng như là trao đổi tê cộng ngắn hạn và sau 3 tuần à, sau 3 tuần KBC tích lũy ổn trong cái biên này và vượt qua được cái vùng giá 31.8 và tích cực hơn vượt được 33 thì khả năng KBC sẽ bước vào một nhịp tăng mạnh về vùng 36 và 39 là hoàn toàn xảy ra anh chị ha thì anh chị phải chú ý thời điểm tích cực là sau 3 tuần ha sau 3 tuần thì có thể là qua tháng 1, tuần thứ 2, tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2023 thì KBC sẽ có những tín hiệu tốt hơn cho cái quá trình tăng tăng trưởng. Ok, đó là về cái điểm mua cũng như là những cái điểm bán và điểm mua của KBC ha. Rồi, điểm bán của KBC ở đâu thì mình sẽ có hai cái điểm bán. Điểm bán đầu tiên đó là mình sẽ bán nếu KBC phá vỡ đi cái vùng uh, biên dưới này. Uh, KBC đã thiết lập một vùng biên dưới tích lũy ở đây là 30. Thì mình có thể là đặt cái mức kết lỗ là khoảng 30 nha chị nha. Nếu KBC hoạt động xấu và không có đi theo những gì chúng ta kỳ vọng về là cái vùng mục, mục tiêu bên trên thì chúng ta sẽ kết lỗ ở vùng 30. Mất 30 thì chúng ta sẽ kết lỗ rồi, điểm chốt lời đầu tiên là cái đỉnh ở vùng 30 16 ha, đỉnh 36 và cái vùng thứ hai đó là vùng 39 40 sẽ là cái target tiếp theo của KBC. Ok, chúng chị sẽ có được những vị thế gia tốt cũng như là những cái vùng à, lướt ngắn hạn T cộng đối với cái mặt cổ phiếu KBC trong cái biên từ 30 về lại 33 trước khi mình có được những cái mục tiêu xa hơn là 36 và 39. Chúng chị sẽ có được những khoản lợi nhuận tốt với mặt cổ phiếu này. À, từ bán tài khoản, tư vấn đầu tư tư vấn danh mục anh chị có nối với em và số điện thoại bên dưới 0987981398 anh chị còn những cái mã cổ phiếu nào khác muốn chia sẻ và như phân tích thì có thể để lại phần bình luận em sẽ làm video hỗ trợ theo yêu cầu cảm ơn các anh chị rất nhiều hẹn gặp lại anh chị trong những video cũng như là những video cái livestream tiếp theo